Hello, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với cả nhà lô bằng lăng đang có hoa nè cả nhà. Đang chỗ đợt 2 nha. Đợt trước thì chỗ hết rồi, bây giờ chỗ lại đợt thứ 2 nè. Trước mặt mình thì là cái bằng lăng một cốt. Cây này cũng kê được 2 3 lần rồi. Cây này thì cốt từ 19 20 cả nhà. 17 19 20. Thốc thân thì 1,5 m nha. Đang có hoa nè, này là chỗ đạt 2 rồi. Này đợt thứ 2 cho nên nó thưa bông quá nha. Cây rất là thẳng đẹp nha. Đây, mình sẽ đưa cái nhà đi vào bên trong nha. Ở đây thì cũng có một số cây ra có tàn nè cả nhà. Thì cốt cũng 17, 19, 20. Thoát thân thì 1,1 m nha. Có cây thì màu hồng, màu tím nè. Hai cây hồng, hai cây tím. Cây này thì nếu mà mình kê lại thì rất là đẹp nha cả nhà. Cây này cũng chỗ bông đợt 2 hay nha cả nhà. Đợt nhất là bông nhiều dữ lắm luôn. Giờ nó đã hết rồi. Bây giờ nó chỗ lại. Cây thì thừng chậu rồi nha. Cái này thì cả nhà về để xuống đó, xuống đất cũng được hay là cả nhà để cho chậu cũng được nha, rất là tiện nha cả nhà. Rồi để mình đo thử cho cả nhà xem một cây ha. Rồi. Nói chung nó cũng ngang ngang nhau. Đây mình đo cái này đi. Cây này thì 22 cái nhà. Thì cây đó là hoành 22 cái nhà. Thì tiếp theo đây thì cũng 2 4 6 8 cây này là có màu hồng màu tím luôn nha cả nhà. Màu hồng màu tím luôn nè. Đây 8 cây này. 2 4 6 8 cây nha, rất là đẹp. Cả nhà thấy nè. Thì hoành cũ khoảng 22 nha, 17 tới 22. Cây này thì tàn rất là đẹp rồi, khỏi chơi rồi. Cái này kê là có bông, kê lụm bông, kê là ra bông. Hứa gốc rất là đẹp nè. Rồi tiếp theo thì mình chia sẻ cho cả nhà. Đây cả nhà thấy quá trời, bên này nó ra nhánh quá trời luôn anh nè. Bằng lăng. Rồi chia sẻ một số cây này, cây tầm trung này giá rẻ nè cả nhà. Đó. Vài trăm ca là có rồi nha cả nhà. Đây. Còn một số ít thôi. Ở nhà có nhu cầu thì nhanh tay lên, màu hồng, màu tím gì cũng có nha. Rất là đẹp luôn. Màu hồng, màu tím gì cũng có luôn. Mấy cây này thì giá thường thôi nha cả nhà.
Cái này thì tầm nhỏ là chung nè. Này chừng bằng ngón tay cái mình rồi cả nhà, lớn hơn một chút. Bên này thì lớn hơn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Vòng này chỗ đợt 2 nha, chứ không phải đợt nhất rồi, đợt nhất nhiều nhiều dữ lắm luôn. Này là đợt 2 rồi. Này đợt 2. Rồi đây nha cái nhà, đây thì cao nè. Giá này cũng mềm thôi, không có mắc lắm. Đây cho cái nhà xem đây. Này thì chỗ đợt 2 thế cái nè. Nguyên một cái giường này là bán gần hết, còn có mấy cây đó. Nè trống lỏng. Rất là đẹp luôn nha. Rồi cả nhà có nhu cầu thì liên hệ mình sẽ quay trực tiếp, ý qua chi tiết cho cả nhà xem đo nha. Từ cây cho cả nhà, muốn cây nào mình đo cây nấy cho cả nhà xem. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo. Mình cũng không quên chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Cả nhà nhớ đăng ký để nhận thông báo khi có video mới. Xin chân thành cảm ơn ạ.